Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Quay trở lại với chuỗi xây dựng dòng tiền thụ động Ezefin Việt Nam muốn gửi đến quý các chị trong cái phần 3 này. Đó chính là thương vụ Bank of America của tỷ phú Warren Buffett diễn ra sau cái cuộc khủng hoảng, đại khủng hoảng tài chính năm 2008. Vậy thì cái thương vụ này, tỷ phú Warren Buffett đã xây dựng đầu tư dòng tiền từ một cổ phiếu ngân hàng như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bắt đầu. Thì trước tiên Bank of America là một trong những cái ngân hàng hàng đầu trên thế giới, chứ không chỉ là hàng đầu ở Mỹ, với cái quy mô tài sản lên đến hơn 2.000 tỷ đô la. Và đây là một ngân hàng có cái lịch sử lâu đời, hoạt động cũng tương đối tốt ở thị trường Mỹ. Tuy nhiên thì khủng hoảng tài chính năm 2008 diễn ra đã khiến cho rất nhiều các cái ngân hàng, các cái định chế tài chính sụp đổ tại phố Wall. Và chỉ trước đó thôi, vào năm 2006, giá cổ phiếu của Bank of America đã lập đỉnh cao kỷ lục mọi thời đại, tức là khoảng hơn 54 đô la trên một cổ phiếu. Thì với mức này, với mức này thì đâu đó cái giá trị vốn hóa của cái ngân hàng này, thưa mấy anh chị, là nó khoảng độ đâu đó 400 tỷ đô la. Phải nói rất lớn, rất cao. Tuy nhiên khi khủng hoảng kinh tế xảy ra vào năm 2008, đã có lúc giá cổ phiếu giảm trên 95,5%. Tức là từ một cái ngân hàng 400 tỷ đô giảm còn đâu đó có hơn 40 tỷ đô la. Hơn 40 tỷ đô la. Và định giá phải nói rất thấp. Và ngay cả hiện nay thì giá cổ phiếu vẫn chưa đạt về cái đỉnh mức 2006, tức là sau 18 năm. Đó, thì đây là một cái cuộc khủng hoảng vô cùng khốc liệt. Và tóm tắt cái thương vụ, tỷ phú Warren Buffett nhìn thấy cái cơ hội của thương vụ này như thế nào. Thì trước tiên, đó là cái khủng hoảng tài chính như đã nói, để khiến cho giá cổ phiếu xuống có lúc còn 2,5 đô. Và sau đó thì 2010 thì thị trường bắt đầu khởi sắc, thì giá cổ phiếu nó đã có lúc lên khoảng 18 đô la, tức là tăng khoảng độ 7 lần. Nhưng cái khó khăn của ngân hàng này nó vẫn chưa dừng lại, nó vẫn chưa được giải quyết triệt để. Bởi vậy cho nên năm 2011 giá cổ phiếu lại giảm tiếp về còn có 7 đô la trên một cổ phiếu, lúc thấp. Và khi đó Bank of America cũng đã đi tìm cái sự hỗ trợ của những nhà đầu tư. Và tỷ phú Warren Buffett là một trong một người uy tín nhất. Và Bank of America cũng rất muốn được tỷ phú Warren Buffett tham gia đầu tư. Và tỷ phú Warren Buffett thì cũng là một gọi là sói già bao nhiêu năm. Thì những cái công ty, những cái ngân hàng hàng đầu thế giới, hàng đầu Mỹ như Bank of America đã được ông ấy quan sát và tìm kiếm cũng rất lâu rồi. Đó, và ông nhận thấy có được những cái deal, cái thỏa thuận rất tốt đối với ngân hàng này. Và khi ngân hàng này nhận vốn của ông ấy, không phải chỉ là nhận tiền đâu, mà nó còn nhận cả sự uy tín nữa. Khi mà người dân, khách hàng, đối tác biết được tỷ phú Warren Buffett đã rót tiền 5 tỷ đô la vào chẳng hạn, thì rõ ràng cái tín nhiệm của Bank of America nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Cái niềm tin nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Và đồng thời với đó thì như đã nói, tỷ phú Warren Buffett cũng sẽ được một cái deal hời hơn. Đó là ông ấy quyết định đầu tư 5 tỷ đô la vào cổ phiếu cổ tức ưu đãi tại ngân hàng này với cái lãi suất khoảng 6% một năm bằng đô la. Thì mức lãi suất này phải nói là không hề thấp một chút nào, thưa mấy anh chị. So với giai đoạn đó, cái lợi suất trái phiếu chính phủ nó rất thấp, thì mức lãi suất này phải nói là lãi suất rất cao. Và cái quan trọng nhất là tỷ phú Warren Buffett đã kèm vào đó được một cái quyền mua. Tức là 5 tỷ đô la này, lúc nào ông ấy muốn trong 10 năm tới, tức là đến năm 2021, từ năm 2011 đến năm 2021, ông ấy muốn lúc nào cũng được, có thể chuyển đổi thành 700 triệu cổ phiếu thường Bank of America. Thì giá tương ứng với khoảng là 7.14 đô la. Đó, đó. Và nắm giữ khoảng 7% cổ phần của Bank of America. Các anh chị nhé. Thì đến năm 2017, khi cổ phiếu Bank of America, đó là có 3 ký tự là BAC,
tăng lên tới 24 đô la trên một cổ phiếu. Và thực tế là 2016 15 thì giá mỗi cổ phiếu nó cũng lên đến gọi là 16 đến 18 đến 20 đô la rồi. Nhưng ông vẫn chưa chuyển đổi. Ông chưa chưa chuyển đổi cho dù ông chỉ phải chuyển đổi với giá 7.14 đô la thôi. Thì cái này là thể hiện cái sự gọi là tinh quái của ông ấy. Bởi vì nếu ông chuyển đổi thành cổ phiếu thì ngay lập tức có thể cái cổ phiếu, cái giá trị của tài sản nó giá trị nó tăng gấp đôi gấp ba thật. Nhưng không, ông ấy bao giờ ông phải xem cái cổ tức tiền mặt của cổ phiếu thường nếu ông chuyển đổi sang nó phải cao hơn so với việc ông nắm cổ phiếu ưu đãi. Ở đây ông ấy nắm 5 tỷ đô la cổ phiếu ưu đãi với lãi suất 6%, tức là một năm ông nhận được 300 triệu đô la tiền lãi từ ngân hàng này. Vậy thì ông ấy đổi ra 700 triệu cổ phiếu thì bao giờ cái cổ tức bằng tiền mặt ấy của 700 cổ phiếu thường ấy nó phải nhiều hơn con số là 300 triệu đô la thì ông mới chuyển đổi. Chứ không phải là ông ấy thích cái danh hão đó là chuyển đổi sang 700 triệu cổ phiếu, giá trị ngay lập tức nó là khoảng độ 13 14 tỷ đô la chẳng hạn. 12 tỷ đô la là lãi ngay 7 tỷ, không, ông không nhìn cái đó. Mà ông phải nhìn rằng tôi chuyển đổi sang cổ phiếu thường thì cổ tức của tôi phải hơn cái con số 300 triệu đô la. Còn cái số 5 tỷ đô la vẫn để đấy được, tôi chuyển xong cũng được mà. Thế là vào năm 2017, ước tính cổ tức và thực tế nó đã trả là 0,39 đô la trên một cổ phiếu. Đó, và ông ấy đã bắt đầu quyết định chuyển đổi từ cổ phiếu ưu đãi cổ tức sang toàn bộ cổ phiếu thường. Và với cái 0,39 đô la này thì nó tương đương với khoảng 5,5%. Chúng ta lấy 0,39 đô la, chúng ta nhân với 700 triệu cổ phiếu lên thì chúng ta được khoảng hơn 270 triệu, 273 triệu đô la cổ tức. Đúng không? Nó gần bằng với cái mức 300 triệu đô la cổ tức của cổ phiếu ưu đãi thôi. Nhưng ông ấy chuyển trong năm 2017 thì 2018 ông nhận được cổ tức nó lại lên đến 0,54 đô la một cổ phiếu cơ. Thì anh chị nhân với 700 triệu cổ phiếu đấy, 75 35 74 28. Tức là 378 triệu đô la cổ tức. Thế là cao hơn so với để nguyên là nhận được có 300 triệu đô la cổ tức ưu đãi. Và chính vì thế cho nên ông quyết định chuyển trong năm 2017 và 2018 nhận cổ tức tiền mặt đó 370 mấy đô đấy. 78 đô triệu đô đấy chia cho 5 tỷ gốc đầu tư ban đầu thì đã đạt 7,6%, cao hơn mức 6% của cổ phiếu ưu đãi rất nhiều. Và ông đã chuyển đổi thành 700 triệu cổ phiếu. Ngay lập tức giá thị trường của nhóm cổ phiếu nó là 16,8 tỷ đô la. Và cái vốn ban đầu có 5 tỷ, như vậy lãi 11,8 tỷ đô la nếu ông ấy muốn bán luôn. Một thương vụ gọi là kinh điển. Trong vòng gọi là 6 năm. Và lãi rất cao. Đấy là chưa kể cái đống cổ tức nhận 300 triệu đô la một năm trong vòng 6 năm. Tức là 1,8 tỷ đô la cổ tức cổ phiếu ưu đãi nữa. Đó. Thì cái câu chuyện ở đây, cái tư duy khác biệt của ông là ông ngắm đến cái chắc chắn, đó là cái dòng cổ tức bao giờ trả cho tao, cái nào cao hơn thì tao đổi cái đó, chứ tao không chỉ nhìn vào giá. Nếu mà người ta nhìn vào giá cổ phiếu có khi người ta chuyển đổi từ năm 2013 rồi. Bởi vì 2012, 2013 khi đó cổ phiếu BAC nó đã lên đến 12 đô rồi. Nếu chuyển đổi giá có 7,14 đô thì ngay lập tức lãi gần gấp đôi, vác ra bán luôn. Đúng không? Nhưng mà tư duy của ông không. Ông thấy rằng triển vọng nó vẫn tốt, cổ tức nó vẫn tăng. Thế thì ông cứ đợi đã. Bởi vì ông ấy bán xong thì ông mua được thương vụ nào đâu. Ông đóng thuế lớn thì sao? Đó, đấy là cái tư duy khác biệt của nhà đầu tư. Lớn, đó là dòng tiền. Anh chị nhìn vào đây. Cái dòng cổ tức khủng từ BAC. Thì với 5 tỷ đô la đầu tư ban đầu từ năm 2011 đến năm 2017 nhận 6% mỗi năm, tức là 300 triệu đô la mỗi năm. Trong vòng 6 năm thì nhận 1,8 tỷ đô la tiền cổ tức ưu đãi. Và 2018 thì cụ nhận cụ chuyển đổi rồi thì cụ nhận được 378 triệu đô la cổ tức từ cổ phiếu thường. 2019 thì nhận được 462 triệu đô la. 2020 nhận được 504 triệu đô la. 2021 nhận được 546 triệu đô la. 2022 nhận được 602 triệu đô la. 2023 nhận được 686 triệu đô la. Và 2024 dự kiến có thể nhận được 728 triệu đô la. Nhưng cụ vừa bán hơn 40 triệu cổ phiếu rồi. Nó cũng không bằng số này. Nhưng mà đấy là bán để chốt lời một phần. Và các anh chị hãy nhìn xem. Cụ đầu tư 5 tỷ đô la từ 2011 đến 2017 trong 6 năm. Cụ nhận lãi suất cố định 6%. Cao hơn rất nhiều lần so với lợi suất trái phiếu chính phủ. Mà lại có cơ hội chuyển đổi. Đó, và sau đó cổ tức nó tăng dần lên 2018 là đạt 378 chia cho 5 tỷ ban đầu đạt 7,56. 2019 là 9,24, 2020 là 10,08, 2021 là 10,92. 2022
2022 là 12,4%, 2023 13,72%. Các chị đã thấy cái bóng dáng, cái công thức đầu tư của tỷ phú Warren Buffett chưa? Giống như See Candy, giống như Coca-Cola. Tức là cổ tức hàng năm nó cứ tăng dần, nó giống như một khoản trái phiếu có cái lợi tức tăng dần theo thời gian đó các anh chị ạ. Được chưa? Nó tăng rất khủng khiếp đấy. 2024 đã lên đến 14,56%. Đó, và cụ thể cổ tức từng năm của BAC trả đây cho cổ đông này. Đó, thì đấy là cái cách cụ lấy dòng tiền từ từ đầu tư cổ phiếu ngân hàng, cụ thể đây là BAC. Anh chị thấy kinh khủng không? Đây còn chưa kể là 1,8 tỷ đô la trong 6 năm qua rồi, một đống tỷ đô la này tái đầu tư tiếp. Nếu mà tái vào BAC ấy, thì năm 2024 dự kiến cổ tức nó không phải là 728 triệu đô, nó phải là 1 tỷ đô la, tức là đã là 20% so với cái giá mua rồi. Phải nói là một thương vụ cực kỳ hời và kinh điển, chứ không hề đơn giản một chút nào. Rất kinh điển, anh chị ạ. Qua đó mới thấy cái đầu óc của nhà đầu tư vĩ đại là như thế nào. Đó, và cái kết quả thương vụ này tóm tắt được như sau. Tổng giá trị các khoản đầu tư hiện nay với giá cổ phiếu Bank of America là khoảng 42 đô la, tăng gần gấp 7 lần so với mức 7,14 đô la chuyển đổi vào năm 2017. Tức là tính đến nay là khoảng 7 năm thì tăng khoảng gần 7 lần, đấy là riêng giá cổ phiếu thôi. Nếu tính từ lúc chuyển đổi từ 2017 đến nay tăng 7 lần. 7 năm kinh điển chưa? Còn chưa kể cái dòng cổ tức từ 2018 nhận đến nay nhiều vô kể. Các anh chị ạ, nếu tính lợi suất kép sinh lời từ năm 2017 đến nay, thưa mấy anh chị, là nó tương đương với khoảng hơn 30% một năm thì nó không nhỏ đâu. Được chưa? Đó, như vậy là tổng khoản đầu tư 5 tỷ đô bây giờ thành 29,4 tỷ đô la. Rồi cụ em vừa mới bán 43,4 triệu đô la, triệu cổ phiếu, thu được 1,84 tỷ đô la. Tổng cổ tức cụ nhận trên 5 tỷ đô la trong vòng hơn 10 năm qua. Cao hơn so với vốn đầu tư. Khoản cổ phiếu còn lại thì chúng ta lấy 29,4 tỷ đô la trừ đi 1,8 đi, còn lại là 27,56 tỷ đô la. Thực ra nó cao hơn đấy, khoảng 27,6 mấy tỷ đô la. Đó. Đó, đây khoản còn lại, cụ thu hồi vốn đủ rồi, trên 5 tỷ đô la cổ tức rồi, cái mà tái đầu tư ít nhất nó cũng thành mười mấy tỷ rồi cơ. Chục tỷ thôi cơ. 12 13 tỷ rồi. Cộng thêm cụ nhận thêm 1,84 tỷ đô la vừa bán cổ phiếu. Như vậy số tiền cụ nhận được thu hồi đã quá từ gấp mấy lần vốn đầu tư 5 tỷ ban đầu rồi. Mà bây giờ giá trị thương vụ vẫn còn 27,56 tỷ đô la. Phải nói là một thương vụ kinh điển chứ không hề đơn giản một chút nào. Đó, và khoản đầu tư như vậy là sơ sơ tối thiểu là gấp hơn 8 lần các anh chị ạ. Không phải gần 8 lần đâu mà tối thiểu gấp hơn 8 lần. Và lợi suất kép tương đương với khoảng 18% một năm, 17 18% một năm bằng đô la nhé. Và trong vòng 13 năm qua, tính từ năm 2011 đến 2024, 13 14 năm qua, lợi suất kép 17 18% một năm bằng đô la. Nó bằng với đầu tư ở Việt Nam lợi suất 25 27%, tức là bằng Việt Nam phải gấp khoảng độ mười mấy lần, 15 20 lần. Đó, kinh điển không? Và cao hơn rất nhiều so với lợi suất trái phiếu chính phủ, cao hơn rất nhiều so với lãi suất ở Mỹ, cao hơn rất nhiều so với S&P 500 và cao hơn rất nhiều so với các khoản đầu tư còn lại của cái Berkshire Hathaway. Với Berkshire Hathaway trong mười mấy năm qua lợi suất chỉ được 10 12% năm, nó được 17 18% năm. Đúng không ạ? Phải nói là quá kinh điển. Vậy thì bài học ở đây là gì? Đấy mới là cái quan trọng của chúng ta. Thứ nhất, đó là trong nguy thì luôn có cơ. Lúc cơ hội đến, chúng ta không phải là đóng cửa, quay lưng đi. Bởi phục thấy đa phần các nhà đầu tư cá nhân lúc cơ hội đến giá rẻ, bèo bọt thì họ ức chế, họ lôi, họ bán. Họ bảo gì mà đầu tư cổ phiếu chán thế, lỗ toe loe ra không bằng gửi lãi ngân hàng, thì thôi bán đi gửi ngân hàng cho xong, thì bán xong đùng đẩy. Đó, và những người cái tư duy thực sự đầu tư và những người xuất sắc ấy, họ phải thấy là lúc giá cổ phiếu giảm rất sâu, đó là cơ hội đã xuất hiện và trong nguy có cơ. Và chỉ có khủng hoảng kinh tế, chỉ có khó khăn thì nó mới giá cổ phiếu từ 54 đô giảm còn 2,5 đô. Rồi bật lên, rồi cụ đánh giá chán là cụ thấy ok thì cụ có quyền mua ở mức 7 đô. Anh chị thấy ạ? Đấy, trong nguy thì mới có cơ. Chứ đợi kinh tế rực rỡ như 2006, 2007 mà lao vào thì đúng đỉnh. Đúng không? Đó, thì cái câu chuyện nó là như thế. Thứ nhất là phải xác định được là trong nguy có cơ. Nhưng mà khi mà cơ hội đến chúng ta có tận dụng được hay không? Thì chúng ta cần phải có nguồn lực. Bởi vì nhiều anh chị bảo ủi lúc rẻ lúc ngon thế, nhưng mà tiền đâu ra, hết tiền rồi. Đó, thì cái đó thì chúng ta phải chuẩn bị dự trữ nguồn lực. Nguồn lực dự trữ bằng cách nào?
Ví dụ AZFIN đưa ra, thứ nhất là AZFIN đầu tư danh mục là nó có dòng tiền. Thứ hai là hoạt động kinh doanh của AZFIN hàng năm cũng có dòng tiền. Còn các anh chị thì sao? Các anh chị thì hàng tháng đi làm vẫn có dòng tiền đấy chứ. Cũng giống như AZFIN kinh doanh hàng tháng có tiền. Đấy là nguồn thứ nhất. Nguồn thứ hai là các anh chị phải phân bổ tài sản ra. Được mua chớ phụ ngô khoai. Khi một kênh tài sản nào đó lên quá cao, mạnh, có cái thước đo định giá chung lại cao, thì chúng ta hạ đỡ, chúng ta chuyển sang cái tài sản an toàn để chúng ta dự trữ. Ví dụ bất động sản và chứng khoán tăng cao quá chúng ta bán đỡ đi. Chúng ta chuyển sang tiền gửi, chúng ta chuyển sang vàng để chúng ta giữ tiền ở đấy. Và lúc giá cổ phiếu giải bèo bọt, lúc bất động sản xuống cực sâu thì lúc ấy chúng ta lại chuyển dịch một phần từ gửi tiết kiệm, từ vàng sang đầu tư cổ phiếu, sang đầu tư chứng bất động sản. Với bản thân chính những cái đầu tư của chúng ta, cổ phiếu nó tạo dòng tiền, chúng ta lại có dòng tiền để tái đầu tư. Rồi chúng ta đi làm, lúc ấy chúng ta có tiền chúng ta lại đầu tư. Thì đấy là điều thứ nhất các anh chị phải chuẩn bị. Đó, và nhiều người bảo ui thế cũng chưa đủ, tôi muốn ăn lớn hơn, ăn to hơn đi. Vậy thì như này, ngoài việc cái tích chữ ra, anh chị còn phải tạo dựng uy tín của mình rất tốt. Để khi uy tín tốt thì cơ hội đến, các anh chị có thể vay tiền, mượn tiền, các anh chị đầu tư với lãi rất rất thấp, thậm chí không mất lãi suất. Với bản thân tôi cũng nghiên cứu nhiều anh chị rất nhiều, thì thấy rằng có rất nhiều người họ uy tín cao, thế thành ra cứ lúc cần họ vay ai cho vay. Đối với các doanh nghiệp thì họ vừa dự trữ tốt, họ lại quan hệ với ngân hàng tốt. Thế thì khi khủng hoảng suy thoái xảy ra, các doanh nghiệp khác còn không có dự trữ thì lăn đùng ra vỡ. Thế thì họ đã chuẩn bị có tiềm lực rồi, họ lại quan hệ với ngân hàng cực kỳ tốt nữa. Thế là họ bung tiền của họ ra, họ đầu tư, thậm chí họ vay thêm ngân hàng lưu ý với lãi suất cũng hợp lý để họ lại thâu tóm đầu tư những cơ hội tốt. Thì chúng ta cũng phải học họ chứ. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là lựa chọn phương án rủi ro thấp và cơ hội nổ lớn, tức là bùng lớn. Đó, ví dụ đầu tư cổ phiếu chẳng hạn, phải dựa lựa chọn phương án rủi ro thấp. Có thể rằng là phương án này nó không tăng mạnh, nhanh tăng mạnh ở các cổ phiếu đầu cơ, nhưng nó sẽ giúp cho chúng ta nếu có xấu tiếp chúng ta không sao. Thì ở trường hợp như cụ Warren Buffett đấy, cụ đầu tư cụ ăn bảo tao không quan tâm, tao công ty mày vẫn yếu, vậy mày sẽ trả cổ tức cố định cho tao 6% một năm. Nếu lúc ấy cụ mà mua luôn cái cổ phiếu thì nói thẳng luôn với anh chị, cổ tức có khi chỉ được 1%. Vậy cụ chơi cho bài là mua cổ phiếu ưu đãi cổ tức, nhận 6%, bao giờ mày ngon thì tao chuyển sang cổ phiếu thường. Còn chúng ta không làm được điều đó, vậy chúng ta làm được điều gì? Chúng ta tập trung vào những cái cổ phiếu, những cái doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam có sự hoạt động kinh doanh rất bền vững. Điều này thì chúng ta học được mà. Ví dụ trong hội viên đầu tư giá vàng thì giá trị vàng AZFIN Việt Nam đấy, có nghiên cứu mỗi tuần một doanh nghiệp cho các anh chị xem để các anh chị hiểu thấu hiểu rõ đó thì biết nó bền vững hay không. Đúng không? Rồi các anh chị vào tích sản đấy có đây. Đó. Thế thì chúng ta phải lựa chọn những doanh nghiệp bền vững tốt như thế. Tôi lấy ví dụ luôn, không cần phải đi đâu xa, báo cáo chiến lược AZFIN đây này. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2023 này, mua VA giá có khoảng 33 này. Và cổ tức này ước là hơn 5.000 đồng. Anh chị thấy kinh khủng chưa? Thế tỷ suất cổ tức trên giá là bao nhiêu? Nó mười mấy phần trăm rồi. 14-15% rồi. 15% rồi, hơn 15% rồi. Mà nó lại là công ty sở hữu 30% đó. Honda mấy chục phần trăm, Toyota mấy chục phần trăm Ford, quá an toàn trên sàn rồi, đúng không? Đấy, rủi ro rất thấp, mà cổ tức thì rất cao, 15% cơ mà. Vậy thì khi thị trường tốt, khi kinh tế trở lại tốt, dĩ nhiên những doanh nghiệp nó sẽ lại tăng ở bầm luôn, đúng không? Hay là AZFIN cũng đầu tư rất nhiều các cái thương vụ, thú vị như thế, nhiều lắm. Đó, ví dụ 2022 thì chúng tôi đầu tư còn QTP lúc giá 11-12 chúng tôi mua, bởi vì chúng tôi thấy cổ tức nó lớn, tiền nó nhiều cổ tức, thế là năm đó nó trả 2002 cổ tức, năm 2013 nó trả 2002 cổ tức, đúng không? Thế thì chúng tôi mua những lúc đuối như thế, thì chỉ cần thị trường bình tĩnh trở lại ngay lập tức người ta trả nó ra 15-16 nếu anh chị chốt lời ngay được trong vòng vài tháng. Còn nếu mà nó vài tháng nó không về thì mình nhận, mình ăn cổ tức trung bình 15-16-17%, thế có phải ngon không? Đấy là cái chiến lược đầu tư của chúng ta là như vậy. Đó. Hay là AZFIN cũng hay, nếu mà rủi ro một chút xíu thôi, AZFIN đầu tư vào ACB, ta có 20.000, trả 1.000 cổ tức được 5%, lại trả thêm 15% cổ phiếu. Năm sau cổ tức như vậy tăng thành 1.150 đồng, nó lên đến 5,7% rồi, nó cứ thế nó tăng, quá tốt để đầu tư. Và cuối cùng là chúng ta phải quyết liệt hành động các anh chị ạ. Thì có hành động thì nó mới có thành quả, còn chúng ta cứ lấn cấn là cơ hội nó sẽ trôi mất đấy. Cơ hội nó không đọng lại cho chúng ta quá lâu rồi, suy nghĩ quá nhiều đâu, mà chúng ta phải chuẩn bị trước.
để lúc đấy là mình bắt. Chứ mà lúc ấy mới ngồi ra suy nghĩ vò đầu vứt tai vân vân thì lúc ấy cơ hội còn đâu nữa, người khác họ chớp mắt rồi. Đó. Thì đấy chính là những cái bài học giá trị rút ra để các anh chị có thể đầu tư xây dựng cái dòng tiền nguồn thu nhập thụ động cao bền vững. Và nhân đây thì cũng có nhiều anh chị trong cái cuối tuần này này, thứ bảy này 16, 17, 18 gì đấy, thế Zephin có một cái khóa học đầu tiên ở Việt Nam, duy nhất ở Việt Nam, đó là xây dựng cái dòng thu nhập thụ động để chúng ta nghỉ hưu khỏe, hay là xây dựng dòng thu nhập thụ động để cho các con học đại học được. Đại loại là chúng ta phải xây dựng cái nguồn thu nhập thụ động thứ hai, từ đó mới hướng đến dần dần tự do tài chính được. Đó, xin chào các anh chị, chúc các anh chị có những kiến thức hữu ích.